Harry Won đăng ảnh tình tứ kỷ niệm 700 ngày yêu cùng Trấn Thành. Loạt ảnh tình tứ kỷ niệm 700 ngày bên nhau của Harry Won và Trấn Thành nhận được khá nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Harry Won chia sẻ ảnh hạnh phúc kỷ niệm 2 năm gắn kết cùng Trấn Thành. Nữ diễn viên Thiên Ý tỏ ra phấn khởi sau 700 ngày hạnh phúc bên chồng. Cô đặc biệt cảm ơn nam danh hài đã ở bên cạnh và yêu thương mình. Nữ ca sĩ yêu không hối hận, gửi lời nhắn nhủ đến ông xã. Cứ yêu mãi vậy chồng nhé, kèm theo đó là loạt ảnh tình tứ của cả hai, khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. Harry Won ngọt ngào đăng ảnh tình cảm của cặp đôi, kỷ niệm 700 ngày bên nhau. Có thể thấy không chỉ Trấn Thành, Harry cũng tích cực, khoe khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng nhiều hơn trước. Trước đó, Trấn Thành đăng ảnh tình tứ của cả hai kỷ niệm 600 ngày yêu nhau. Sau khi chia tay mối tình 9 năm với rapper Tiến Đạt, Harry Won bất ngờ công khai tình cảm và kết hôn với nam danh hài Trấn Thành sau 11 tháng hẹn hò. Cặp đôi bị dư luận chỉ trích và ném đá dữ dội vì cho rằng nữ ca sĩ là người phản bội tình cũ chạy theo người mới. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên thể hiện những hình ảnh tình cảm ngọt ngào, làm không ít khán giả thay đổi suy nghĩ và dành tình yêu mới cho đôi vợ chồng hài hước này. Cả hai nhận được những lời chúc phúc đáng yêu từ fan. Vợ chồng Jin Ri vừa có chuyến du lịch thăm nóng tình cảm tại Thái Lan. Cả hai thường xuyên diện đồ đôi, selfie nhắn nhít cùng bạn bè. Người hâm mộ cũng nhắc nhở, 16 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cả hai. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từ chối tôi vì có bạn gái. Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Kim Lý đã từng từ chối lời mời của cô vì lúc đó anh đã có bạn gái nên khá ngại đóng MV cùng người khác. Đêm nhạc Love Song của Hồ Ngọc Hà tại Hà Nội diễn ra khá tốt đẹp, với sự cổ vũ của khán giả và các bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Đặc biệt, người yêu điển trai của cô là Kim Lý cũng tạm gác mọi công việc để bay ra Hà Nội cùng cô. Ngoài âm nhạc và tài dẫn dắt tuyệt vời của Hà Hồ, khán giả lại tiếp tục bất ngờ với những chia sẻ, những trải lòng về cuộc sống lẫn tình cảm của Hà Hồ. Đáng chú ý nhất là khi nữ hoàng giải trí nói về người yêu hiện tại của cô. Ban đầu, khi tôi mời Kim Lý đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ, anh ấy từ chối vì bản thân là một diễn viên, không thể đóng trong MV ca nhạc quá ngắn. Và hơn nữa lúc đó, anh đã có bạn gái. Cho đến khi thực hiện MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hà Hồ có gửi lại lời mời kèm lời dọa dẫm sẽ không làm bạn bè nếu tiếp tục từ chối và lần này Kim Lý đã đồng ý. Trong đêm nhạc của Hà Hồ, Kim Lý lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả để theo dõi và cổ vũ cô suốt 2 tiếng dài. Ngay sau đêm nhạc, anh lặng lẽ đứng ở một góc tại hậu trường chờ Hồ Ngọc Hà chụp ảnh trò chuyện với khán giả rồi mới cùng nhau ra về. Rộ tin đồn Trường Giang chia tay Nhã Phương, quay sang hẹn hò với Sam. Loạt hình ảnh thân mật quá mức của Trường Giang với Sam khiến nhiều người phải đặt ra nghi vấn. Thời gian gần đây, tin đồn Nhã Phương và Trường Giang chia tay bất ngờ rộ lên khi nhiều người không thấy cả hai xuất hiện cùng nhau như trước nữa. Thậm chí cư dân mạng còn tinh ý nhận ra Trường Giang lẫn Nhã Phương không còn đăng hình của nhau lên trang cá nhân. Điều này khiến những người quan tâm cho rằng có thể cặp đôi đang có mâu thuẫn, thậm chí đã đường ai nấy đi. Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Cả hai không còn cùng nhau xuất hiện như trước đây. Thay vào đó, cư dân mạng lại phát hiện Sam dạo này thường xuyên đăng ảnh thân mật với Trường Giang lên trang cá nhân. Mới đây, cô nàng lại vừa chia sẻ hình ảnh tình cảm của mình với Trường Giang cùng với dòng trạng thái "Nếu yêu anh là sai, em chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng. Nếu yêu anh là mơ, em chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc." Ngay khi vừa đăng tải, dòng status của Sam nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Loạt ảnh tình tứ với Trường Giang được Sam đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, bức ảnh Sam đang dựa đầu lên vai Trường Giang cùng với dòng chữ "Anh còn yêu em không?" gây hoang mang cho người hâm mộ. Điều này khiến khán giả không khỏi đặt ra nghi vấn, phải chăng Trường Giang đang hẹn hò với Sam? Tuy nhiên, theo như tìm hiểu, đây chỉ là những bức ảnh hậu trường trong bộ phim mà cả hai đang tham gia cùng nhau mà thôi, hoàn toàn không có chuyện Trường Giang đang hẹn hò với Sam như nhiều người đồn đoán. Sam và Trường Giang đang cùng nhau diễn xuất trong bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố. Đây là bộ phim hài tình cảm có nội dung xoay quanh nhân vật chính là ngôi sao điện ảnh Thế Sơn, Trường Giang, và Trúc là Sam,
cô họa sĩ nghèo nhưng mang lòng mình hoài bão lớn lao. Danh hài Duy Phương có ác cảm với Trấn Thành. Vợ đầu Duy Phương cho biết, ngoài bức xúc việc Lê Giang tiết lộ quá sâu chuyện quá khứ gia đình, nguyên nhân khiến chồng cũ làm lớn chuyện là do ác cảm với MC Trấn Thành từ trước. Sau lời tố của Lê Giang trong chương trình Soi Ánh Hào Quang về việc bị chồng cũ đánh đập bạo hành, ném từ cầu thang xuống đất, danh hài Duy Phương bức xúc lên tiếng, đòi khởi kiện ngược lại chương trình vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự người khác. Theo đó, danh hài 64 tuổi khẳng định bản thân không hề vũ phu như lời Lê Giang chia sẻ trên sóng truyền hình. Anh thừa nhận chỉ muốn chết ngay khi nghe những câu nói tồi tệ như vậy. Trước khi chung sống với Lê Giang và có hai con Duy Phước Lê Lộc, nghệ sĩ Duy Phương từng kết hôn, có đời sống vợ chồng suốt 18 năm với vợ đầu, diễn viên Hải Lý. Theo đó, do không thể mang thai, người vợ của Duy Phương chấp nhận sự có mặt của Lê Giang trong nhà, năm đó Lê Giang chưa đầy 20 tuổi. Tuy nhiên, diễn viên Hải Lý vừa lên tiếng xác nhận việc không sinh được con chỉ là một phần khiến hôn nhân giữa chị và Duy Phương sụp đổ. Nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của người thứ ba, vợ đầu Duy Phương, chỉ đích danh người đó là Lê Giang. Theo chị, chuyện này không quá bất ngờ bởi trước đó Lê Giang từng lên tiếng tuyên bố về điều này. 18 năm chung sống cùng Duy Phương, diễn viên Hải Lý cho biết chồng cũ là người gia trưởng khá nóng tính. Việc Duy Phương đánh đập Lê Giang theo Hải Lý là có thể vì có ghen tuông xảy ra xung đột, đời sống vợ chồng, những chuyện này khó tránh khỏi. Diễn viên Hải Lý cho biết, việc Duy Phương bức xúc lên tiếng và đòi đâm đơn đi kiện các bên liên quan do Lê Giang tiết lộ quá sâu chuyện quá khứ, một phần nguyên nhân khác là từ MC Trấn Thành. Cách đây một năm, Duy Phương từng có ác cảm với Trấn Thành khi tham gia chung tiết mục chương trình Sao Nói Ngôi. Lúc tập luyện, Duy Phương và Trấn Thành có đụng chuyện vì nam MC góp ý nhiều chỗ khiến Duy Phương tự ái vì bản thân đã lớn, không muốn đàn em phải chỉ dẫn quá nhiều. Sau Ánh Hào Quang có Trấn Thành làm MC, trò chuyện cùng Lê Giang, thì ông ấy ghim luôn, đòi thưa cả chương trình vì dính líu tới Trấn Thành, chị kể. Theo đó, các nghệ sĩ và ekip chương trình đều biết về việc xích mích giữa Duy Phương và MC Trấn Thành. Tuy nhiên sau đó, họ đã bỏ qua chuyện hậu trường và hoàn thành tốt vai trò trên sân khấu. Diễn viên Hải Lý chưa từng làm việc chung với Trấn Thành, nhưng nhiều lần gặp mặt đi chung show. Về nam MC, vợ đầu Duy Phương nhận xét, Trấn Thành là người tốt với bạn bè quá nên sinh ra nhiều chuyện không hay, cụ thể ở đây là Lê Giang. Dưới góc nhìn của một người nghệ sĩ, diễn viên Hải Lý chia sẻ trong chuyện này không thể trách Trấn Thành. Tôi thấy tội cho Trấn Thành khi vướng phải ồn ào. Theo tôi, MC phải làm hết trách nhiệm của họ. Việc này có thể khán giả không hiểu nên thành ra có những chỉ trích lên án. Tuy nhiên tôi thấy Trấn Thành hơi diễn sâu, chuyện người ta chưa xúc động thì anh ấy khóc trước rồi. Từ khi chia tay Duy Phương, nghệ sĩ Hải Lý chưa một lần nói chuyện với Lê Giang. Tôi nghĩ tại sao phải nói chuyện với cô ấy, nếu nói thì tôi phải nói với chồng mình, có quyền gì đi nói với người ta. Có một lần tôi với Lê Giang xô xát tại nhà riêng của mẹ ruột Duy Phương, khi đó Duy Phương dẫn Lê Giang về nhà sinh sống. Có thể Lê Giang không được lòng mẹ Duy Phương vì bản tính hung dữ, nên bà bảo tôi qua làm mọi cách để đuổi cô ấy ra khỏi nhà, chị tiết lộ. Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Lộc chia sẻ dòng trạng thái về ồn ào của gia đình thời gian qua. Cô viết, vẫn luôn tự hào về ba, chính ba là người đã đỡ lấy mẹ ngay lúc này. Sau khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ba nói với hai anh em sẽ chết nếu như mọi chuyện không rõ ràng. Ngày tiếp theo khi mọi thứ đang đẩy mẹ xuống vực, mẹ nói với bà ngoại không biết sẽ sống nổi nữa không. Và cuối cùng hai anh em định chết trước vì quá áp lực dư luận, áp lực gia đình. Nhưng cho đến hiện tại gia đình tôi vẫn còn giữ vững dân số, tuy có phần trọng thương. MC Trấn Thành đen hay non? Liên tục nhiều chương trình có sự góp mặt của MC Trấn Thành bị hủy. Dường như vận đen đang bủa vây nam MC này. Tuy nhiên, việc Trấn Thành thường xuyên biểu lộ cảm xúc quá mức hay vạ miệng trên sóng nhà đài cũng khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng của một MC chuyên nghiệp như anh. Hai năm đại nạn liên tục của Trấn Thành. Mặc dù là một năm MC, danh hài đắc xô nhất nhì với Big, nhưng hơn một năm qua, Trấn Thành liên tục vướng phải scandal không đáng có. Đầu tiên là vụ việc lỡ miệng ở chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam Got Talent 2016. Đảm nhận vai trò giám khảo chương trình này, Trấn Thành luôn làm mọi người cảm thấy vui vẻ vì những nhận xét hóm hỉnh. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng có phần bày tỏ cảm xúc thái quá. Đặc biệt, trong đêm công bố kết quả các thí sinh lọt vào chung kết, Trấn Thành đã khiến toàn thể khán giả choáng váng khi nói cụm từ
dàn nhạc giao hưởng hợp xướng. Thành một cụm từ mang ý nghĩa nhạy cảm, giao hợp hưởng xướng, dù đã nhanh miệng sửa lại câu nói đến 2 lần để chữa ngượng và vui vẻ đổ lỗi vì nhóm thí sinh này khiến anh bối rối. Nhưng việc nam MC nói năng tùy tiện vẫn khiến anh phải hứng rổ gạch đá từ công chúng. Khi mọi việc vẫn chưa lắng xuống thì ở vở diễn Tô Ánh Nguyệt Remix mà Trấn Thành diễn ở nước ngoài cách đây hơn 1 năm bị đào xới lại, khiến anh tiếp tục phải hứng chịu làn sóng chỉ trích. Nguyên do là nam danh hài đã cải biên tiểu phẩm này khiến nó trở nên khá lố bịch so với kịch bản ban đầu. Đành rằng một diễn viên phải có sự biến hóa trong cách biểu diễn để thu hút người xem, nhưng cách làm của nam danh hài đã bị chính những đồng nghiệp là những nghệ sĩ cải lương như nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Trần Ngọc Dầu phản đối gay gắt. Trấn Thành trong vai Tô Ánh Nguyệt bị lên án là bôi bẩn cải lương, làm trò hề dung tục phản cảm. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận và các nghệ sĩ trong nghề, cuối cùng Trấn Thành đã phải tổ chức họp báo và nhận lỗi về mình. Không chỉ trên sân khấu, Trấn Thành tiếp tục vạ miệng lên trang cá nhân. Trong lúc bức xúc về việc mình và Harry bị chụp lén, anh đã dùng những lời lẽ khá nặng nề. Đừng ép người quá đáng, muốn tôi sống thế nào các người mới vừa lòng, hành động vô nhân. Trong khi nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình với status bức xúc khi bị chụp lén của Trấn Thành, thì không ít kiến cho rằng nam MC sử dụng những lời lẽ khá nặng nề về báo chí khi những người trong nghề này cũng đã góp phần cho việc anh được biết đến. Mặc dù nam MC đã ngay lập tức đính chính và ngỏ lời xin lỗi sau status đã đăng tải, những lần lỡ miệng này tiếp tục khiến anh mất điểm một cách trầm trọng. Về khả năng diễn hài, ban đầu Trấn Thành được coi là diễn viên tài năng, nhưng gần đây với việc xuất hiện dày đặc, lối diễn xuất ngày càng bị cho là xàm, thiếu tôn trọng khán giả. Đài truyền hình Vĩnh Long đã tuyên bố từ chối sự xuất hiện của Trấn Thành, cùng với việc siết nội dung hài trong các chương trình của mình. Đây là một trong những động thái được nhà đài thực hiện để hạn chế hài nhảm, hài tục trong các chương trình được phát sóng. Mới đây nhất, chương trình Soi Ánh Hào Quang do Trấn Thành làm MC đã bị yêu cầu gỡ bỏ tập có nghệ sĩ Lê Giang. Đồng thời, chương trình này bị khán giả và nghệ sĩ đồng loạt tẩy chay. Trong chương trình, Trấn Thành cho biết anh đã phải nhiều lần thuyết phục thì Lê Giang mới đồng ý xuất hiện và chia sẻ. Thế nhưng khi sự cố xảy ra, Trấn Thành lại thể hiện sự vô can của mình. Chia sẻ trên một tờ báo, MC Trấn Thành cho biết: "Tôi xin phép không trả lời vì tôi không liên quan đến sự việc này. Tôi chỉ đảm nhận vai trò MC của chương trình, còn nghệ sĩ khách mời mới là người chia sẻ đời tư của họ. Việc nghệ sĩ Di Phương dọa kiện cũng không liên quan gì tới tôi, mà đó là việc của nhà sản xuất, nhà đài." Trấn Thành gặp vận đen hay tay nghề non? Việc liên tục gặp vô số những tai họa trời ơi đất hỡi giáng xuống khiến nhiều người thương xót cho Trấn Thành. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng vận xui cũng một phần do bản thân của Trấn Thành. Không phải tới bây giờ người ta mới thấy Trấn Thành hay thể hiện cảm xúc thái quá trên sóng truyền hình. Rất nhiều lần khán giả thấy anh khóc lóc với các thí sinh, ghen tuông khi bạn gái cùng ngồi ghế nóng, vạ miệng khi tiếu táo trong các phần nhận xét, nổi nóng lên trang cá nhân. Những hành động đó của Trấn Thành khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Không ít ý kiến cho rằng Trấn Thành thích hợp là một diễn viên hơn là một MC, bởi ở anh chưa có sự điềm tĩnh chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh mà một MC cần có. Nhiều năm trong sự nghiệp dẫn chương trình, Trấn Thành không ít lần rơi lệ. Có những lúc anh vướng phải thị phi khi bị chê khóc quá nhiều trên sân khấu. Song không vì thế mà Trấn Thành giấu cảm xúc của mình. Trấn Thành không phải là nghệ sĩ duy nhất tay ngang từ diễn viên qua MC. Tuy nhiên anh lại là nam MC bị nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông vì những sai sót trên sóng truyền hình. Tính cách có phần thẳng thắn, dễ nổi nóng, đôi khi thiếu phần khéo léo của nam MC cũng khiến anh không ít lần va chạm với đồng nghiệp. Do đó, trong một số lần gặp scandal, anh đã phải một mình đương đầu với sóng gió mà không có sự ủng hộ của đồng nghiệp. Không ai có thể phủ nhận tài năng ở Trấn Thành, nhưng đó là tài năng ở nghề diễn xuất, chứ không phải ở một vai trò MC. Sau hàng loạt cũng điều tiếng, dư luận càng khắt khe với hình ảnh vốn dĩ gắn liền với sự chuyên nghiệp, đẹp đẽ và chỉnh chu của anh. Hồi giữa năm, Trấn Thành đã phải lên tiếng xin lỗi vì sự ngạo mạn và thách thức khán giả vì câu nói "Nếu không muốn xem tôi diễn, thì khán giả hãy tắt TV". Lúc đó một làn sóng chỉ trích đã dấy lên và yêu cầu các nhà đài hãy ngừng hợp tác với nam MC này. Trong khi chờ quyết định, các khán giả đã sử dụng quyền lựa chọn của mình bằng cách tuyên bố sẽ tắt TV khi có Trấn Thành.